Helen xin kính chào cả nhà. Hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2023 ở Mỹ. Mình ở Cali, mình ở miền Bắc Cali. Nên khí hậu nó sẽ lạnh hơn là ở miền Nam Cali. Sáng nay phải thức dậy sớm, cái ngày nghỉ mà phải thức dậy sớm để làm cái clip này. Thực sự ra Helen cũng muốn chào hỏi của cả nhà trước khi mình mở cái kênh YouTube để mọi người biết Helen Phạm là ai. Mình thì làm về từ thiện, giúp những người vô gia cư. Thì mới đây cũng có những cái trường hợp mà những cái gia đình Việt Nam mới qua đó, rồi bị gia đình đối xử không có tốt á, thì cũng gặp khó khăn đó. Thì Helen, người ta cũng cầu cứu Helen giúp đỡ, thì Helen cũng cố gắng với cái sức của mình có để mình có thể giúp gì được. Thì nói chung hai gia đình đó thì hiện bây giờ gọi là ổn định rồi. Thì mình làm cái nghề từ thiện này cũng được hơn 3 năm sau khi mà cái Covid mà nó tấn công vô nước Mỹ cuối năm 2019. Bắt đầu cái công việc của mình bắt đầu bị trục trặc, là giống như là tại vì mình làm về cái ngành da dày thẩm mỹ đó. Thì sau đó thì mình nói thật sự, mình mà kêu mình ngồi ở không mà không làm gì thì chắc mình chết. Thành ra với lại cũng sẵn trong người mình cũng có cái sẵn cái tâm là thương những người khó khăn, nghèo khó đồ này kia, là lúc nhỏ là mình đã có cái tâm như vậy rồi. Thì khi mình qua Mỹ thì mình nói chung mình được thay đổi cuộc sống ở bên đây. Tuy rằng ở bên đây so với Việt Nam thì rất là cực. Những ai chưa qua Mỹ thì cứ nghĩ là ở đây sướng, dễ kiếm tiền. Đúng là ở đây dễ kiếm tiền, nhưng mà rất là vất vả. Tại vì mình được trả cái đồng tiền rất là xứng đáng với cái việc làm của mình. Giống như mình bỏ nhiều sức thì mình nhận được nhiều tiền, nhưng mà ở Việt Nam thì mình không có được như vậy. Tại vì sao? Gia đình của mình không có khá giả. Giống như ví dụ những người khá giả thì người ta có điều kiện hơn, còn mình là ở dưới quê mà lại là làm nông nghiệp nữa, cho gia đình thôi chứ không phải là cái gì lớn lao lắm, làm để cho mà nuôi sống cái gia đình thôi, chứ còn thực sự ra mà nói mà dư về cái vấn đề đó thì không có. Thì khi mình với ông xã với hai đứa con qua đây thì năm 2004 thì con mình nó mới có 4 tuổi với 9 tuổi à. Thì mai mốt Helen sẽ kể cái cuộc sống, cái ngày đầu tiên bắt đầu qua Mỹ, cái cuộc sống của gia đình Helen qua Mỹ như thế nào cho đến nay. Nhưng mà hôm nay cái chủ yếu của Helen là muốn nói, gửi lời đến cùng cả nhà là cái Helen lập cái kênh YouTube này á, nói thật sự ra không phải là mình không phải là YouTuber như những anh chị em khác, nhưng vì mình cũng muốn có một cái kinh phí ổn định cho cái nhóm búp sen của mình được tồn tại, giống như là được tiếp tục phát tâm để giúp mọi người. Thì mình cũng muốn có một cái kinh phí ổn định để mình không có ngừng gián đoạn. Mình làm được hơn 3 năm, mình cũng đã từng nghĩ làm YouTube rồi, nhưng mà về cái vấn đề high tech của mình, giống như là về máy móc hay là về điện tử, về computer, thậm chí giờ mình còn không biết order đồ online như thế nào luôn á quý vị. Mỗi lần muốn order một cái gì đó thì phải nhờ con, mà còn mình cũng không muốn học đó nữa. Thật sự mình quá nhiều thứ để mình nhớ rồi, bây giờ mình không còn chỗ để nhớ nữa. Nếu mà mình may mắn được bà con cô bác ủng hộ thì mình sẽ có một cái nguồn kinh phí từ cái YouTube, cái channel YouTube người ta trả cho mình. Thì giống như mình cũng suy nghĩ hoài, suy nghĩ tới luôn, hai chồng thì dở, mà cái YouTube làm thì nó phiền lắm, nó rất là mất nhiều thời gian, mà tụi mình thì cũng còn đi làm, mà bạn bè thì người ta cũng đi làm. Nếu những người mà có kiến thức về điện tử hay về máy móc này kia thì người ta cũng bận làm, bận việc gia đình, giống như cũng phải có cái tâm dữ lắm mới làm được việc này. Thì Helen thì nói chung đã trong người đã có sẵn rồi, thì mình phải cố gắng. Những cái gì mình làm thêm là cái thời gian của mình, thời gian của bản thân mình, mình phải bỏ vô những cái việc đó. Từ chuyện nhà cửa, chuyện đi làm, tới việc từ thiện, thì một tay Helen.
Helen cũng làm được hơn một năm. Mỗi lần làm thì Helen chia sẻ cái việc làm của mình lên cái group người Việt San Jose ở Mỹ, Cali, Bắc Cali. Thì làm hơn một năm thì mình cũng có một số bà con cô bác đóng góp. Thật sự lúc mà mình được sự đóng góp từ mọi người, tất nhiên là người ta cũng đã theo dõi mình rất nhiều về cái việc làm của mình có thành tâm hay không, thì người ta mới tin tưởng, mới đóng góp cho mình. Mà lúc đầu mọi người cũng xin đóng góp, mà hai vợ chồng cũng bàn tới bàn lui mấy tháng á, bắt đầu mới chịu nhận đó. Tại vì hai lần nói thôi kệ đi anh ơi, ai nghĩ mình sao cũng được, mình làm gì mình muốn giúp người ta được nhiều hơn. Tại vì khi tụi mình một năm đầu, hai tụi mình là làm là từ cái tiền lương của tụi mình làm, rồi tụi mình chia ra những cái việc đó, nhưng mà mình không có làm nhiều. Như bây giờ mình chỉ làm có 50 phần thôi, mình làm từ từ, không phải là mới đầu là 50 phần, mười mấy phần, hai mấy phần, ba mấy phần, rồi mình làm tới 50 phần, nhiều khi 50-60 phần, rồi mình ngừng ở chỗ đó. Tại vì mình không có cái kinh tế của mình, nói chung mình cũng phải lo cuộc sống gia đình của mình không có, tại vì mình giúp không thể nào giúp hết được quý vị. Tại vì quá nhiều người khổ, mà khi mình đi ra đó mình thấy mình giúp người này, mà khi mình phát hết đồ rồi người khác người ta vẫn đi tới, mà mình mấy người ta lem luốc rồi sình đất rồi nó nhiều cái thứ làm cho mình cảm thấy mình phải mở cái tâm của mình ra để mình chấp nhận mọi người phê phán. Nếu người ta không có đồng cảm với cái việc làm của mình, nói chung làm từ thiện mình cũng hy sinh rất là nhiều của từ cái bản thân của mình. Thật sự tóc cũng bạc hơn nhiều, nhanh hơn nữa. Mọi thu chi đóng góp là một tay Helen. Tại vì Helen thấy nhiều khi mình làm một cái, mình có một cái nhóm người đó mình làm, thì nhiều người giống như không có đồng ý kiến, bất đồng ý kiến, thành ra nó có nhiều cái vấn đề xảy ra, mình lại bị thêm stress. Thôi thà mình tự làm mình đi, mình biết mình làm gì là được rồi, còn ai nói mình sao cũng được, không sao hết, mình chấp nhận chuyện đó để mình giúp người. Thì giống như mình đi, khi mình đi phát đó, thì mình thấy số lượng người ở ngoài đường quá đông, mà ở Mỹ này xin lỗi nha, khi mùa lạnh lạnh lắm. Tại vì hai lần đi ra ngoài mà đi phát có vài tiếng thôi tay mình cũng phải tê đi đó, chứ không phải dễ đâu, mà phải đi bộ đi vô mấy cái lều, phải gọi người ta. Còn mùa hè đó có nhiều khi nóng trên cả 100 độ F, độ F ở Mỹ, thì trời ơi nóng, mình quý vị cảm thấy quý vị thở mà nó khô khan á, hỏi sao người ta chịu nổi mà người ta sống ở ngoài 24 trên 24 tiếng đồng hồ đó quý vị. Mình ở trong nhà mình có máy sưởi, mà lạnh nhiều khi mình có máy sưởi, mình có mền, mình nằm trên nệm nha, mà mình còn thấy lạnh nữa, đừng nói chi người ta ở ngoài người ta nằm đất đó, ta nằm đất, nhiều người còn không có lều nữa, người ta chỉ chui vô bụi cây, người ta có cái mền, nhiều người có cái mền quấn trên cổ đi tới đi lui, đi tới đi lui vậy đó quý vị. Mà ví dụ người ta có nhiều đồ quá, người ta không có thể khiêng đi với người ta được, tại vì người ta đi nhiều khi đi bằng đôi chân của người ta mỗi ngày từ chỗ này tới chỗ kia đó. Rồi có nhiều người bỏ đó thì lại bị người khác lấy, rồi thiếu thốn, rồi mất mát, rồi tới tối thì người ta cần người ta lại không có. Nó đủ thứ chuyện hết trơn á quý vị ơi, vừa thiếu ăn vừa thiếu mặc, rồi chỗ ngủ nghe không có, rồi không có chỗ tắm rửa, quý vị cứ nghĩ đi. Phụ nữ mình còn khổ nữa, nhiều người phụ nữ ở ngoài đường sống ở lang thang ngoài đường còn khổ nữa. Quý vị là phụ nữ thì quý vị sẽ hiểu, mình ở trong nhà mà nhiều khi mình tới giống như mình có cái này cái kia mà mình còn cảm thấy không có được thoải mái, mình còn bực bội, đừng nói chuyện người ta ở ngoài người ta không bị áp lực đủ thứ hết. Thành ra có những người mới ra rất là mới ra họ cũng bình thường, nhưng mà ở một thời gian người ta bị áp lực bởi cái sự thiếu thốn. Giống như là quý vị cứ nghĩ đi, mình đi vệ sinh đi, người ta đâu có chỗ để đi đâu, thấy không? Mà ở Mỹ này không phải như Việt Nam, đứng đâu mà đứng gốc cây cũng tiểu được ha, này kia là không có, ở Mỹ bị phạt à. Nhưng mà mấy người đó thì người ta ở cặp mấy cái suối rồi đó thì có cây, thì mấy cái chỗ đó thì giống như là không có ai kiểm soát ha, này kia thì cái chuyện đó là chắc ăn rồi, tại vì người ta không có được chọn lựa.
Có nhiều khi thật sự cách đây vài tuần thì có một cái cô mình giúp cổ 3 năm mà đúng không vậy? Mình giúp cổ 3 năm. Mà thật sự không phải mỗi ngày, mỗi lần mình tới là mình đều cho đồ ăn, cho đồ khô để cổ dự trữ at least cũng khoảng một tuần lễ. Rồi mình rảnh là mình quay lại, tại vì cô ở, cô ngồi trên đường á, mà cái đoạn đường đó thì ví dụ ở nằm ngồi ở trên cái đoạn đường ở giữa vậy nè, mà mình đi tới cổ đi về là cũng mất hơn 30 phút đó quý vị. Mà thấy cổ khổ quá, cổ ngồi cổ rất là tội, cổ ngồi kiết mà cổ còn da bọc xương không, cổ mới qua đời cách đây khoảng chừng mấy tuần. Cổ chết mà không biết tới lúc người ta phát hiện ra là cổ đã cứng lại rồi. Cổ ngồi cổ xuống cái hai cái tay cổ ngồi không à. À, cổ ngồi riết rồi bây giờ mấy cái cơ bắp của chân cổ cũng không còn đi được nữa. Khi mà mình đem cái ghế, lúc cái ghế cổ đang ngồi á, là cũng mình cho, ngoài mình thấy cái ghế nó dơ mình lại đem cái ghế khác lại, mà mình đem cái ghế mà loại đi biển cho nó thấp đó cho cổ ngồi để mà cổ còn bóc đồ xung quanh được, chứ cổ đâu có đứng được trên cái chân cổ. Cổ ngồi riết rồi cái chân của cổ nó bị cong lại, bị cong lại mấy cái muscle đó, mấy cái cơ bắp của cổ teo lại hết lại luôn, rồi cổ cổ quéo lên vậy nè. Thì mình cũng cũng rất là buồn nhưng mình mừng cho cổ. Thật sự nếu mà mình có lựa chọn thì không ai lựa chọn cuộc sống ở ngoài đường hết á, đúng không quý vị? Có nhiều người không có thích mấy người vô gia cư, mấy người homeless, có nhiều người không thích cái đó, không thích họ, nói là tại họ hút chích tại này kia. Dạ xin lỗi, hai lần đi hơn 3 năm, hai lần gia chạm rất là nhiều thành phần khác nhau, đúng là có những người hút chích, có những người cờ bạc. Nhưng mà quý vị có nghĩ không, có những người mà người ta bị sa cơ thất thế đó, rồi cái tinh thần của người ta yếu quá, người ta giống như là buông xuôi luôn quý vị, ta sống ngoài đường luôn. Cái đó có nhiều người ở ngoài đó trình độ rất là giỏi, kỹ sư này kia không đó. Nói tiếng Anh xin lỗi nha, mình không bằng một cái học 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 cát so với người ta, rất là giỏi, nhiều người rất là giỏi. Rồi có những người có thể là do bị một cái áp lực về cái tinh thần, giống như là có thể bị gì gia đình hay này kia, giống như trong mối tình cảm vợ chồng có bị sứt mẻ hay là cái gì đó, giống như bị lừa gạt về một cái vấn đề gì đó, hay là bị giống như là cái chuyện tình cảm người ta bị rạn nứt đó, thì nhiều người người ta không chịu được áp lực đó, người ta cũng chán đời, người ta bỏ buông xuôi. Có cũng cũng có nhiều cô chú bác, nếu mà quý vị theo dõi mấy cái video clip của Helen thì quý vị sẽ thấy được là có rất là nhiều, nếu mình để ý có nhiều người già, có nhiều người tàn tật, nhiều người già Việt Nam mình luôn á, sống trên xe. Tại vì sao? Cái đồng lương của người ta, tại vì lúc người ta đi làm lúc trước á, thì cái lương người ta thấp, giống như làm cái nghề giống như là cái người ta trả cái giá cái lương hồi lúc đó nó thấp, rồi tới bây giờ người ta tự tuổi người ta hưu rồi đó, với lại lúc người ta làm người ta không có mình không biết có dư để dành dụm không thì mình nói vậy thôi. Thực sự ở Mỹ này á, nó rất là tự do, nhưng mà có nhiều người lạm dụng cái tự do đó bởi người ta mới khổ. Còn ví dụ mình làm, mình xài, mình phải cân nhắc thì giống như không có đến nỗi, giống như hai vợ chồng của mình qua đây đâu có gì đâu, có 500 trong túi à. Hai đứa con nhỏ không có một chữ tiếng Anh, không biết lái xe, không biết gì hết, mọi thứ bắt đầu từ zero. Nhưng mà cũng may mắn là tụi mình rất là chịu khó làm, rồi học hỏi, rồi nói chung gia đình mình cũng có cái chỗ ở đàng hoàng. Nhìn lên á, thì không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống thì cũng không thua ai. Thì thành ra hai lần mấy lúc mà cuộc sống mình nó được gọi là ổn định thì mình muốn quay lại để chia sẻ những cái phần đó với họ. Mình không thể trách họ lý do này lý do nọ được, tại vì thật sự không ai muốn sống như vậy đâu quý vị. Thử quý vị có thể nghĩ quý vị có lựa chọn, quý vị có ra đường để sống không, quý vị có ví dụ như là hút chích hay là một cái vấn đề gì đó để quý vị ra đường, quý vị có chọn không? Nếu quý vị có được chọn lựa, quý vị có chọn sống ngoài đường hay không? Dứt khoát 100%, 100 người đều không chọn điều đó. Thành ra mình đạo Phật thì thật sự mình không có đi chùa nhiều, nhưng mình ít nhiều gì mình cũng hiểu được cái tâm lý là
mình hiểu tâm lý mọi người về những người lang thang rất là nhiều. Mình đặt cái trường hợp mình là họ thì mình sẽ thấu hiểu được nhiều hơn. Mình là cháu của ông đạo dừa ở Tiền Giang á, ông hai đạo dừa, mình là cháu, ông ngoại mình thứ năm, ông đạo dừa thứ hai. Ông nội mình cũng có chùa ở dưới Tân Hiệp Kiên Giang luôn, quê mình ở Kiên Giang. Không biết có phải từ những cái giống như cái di truyền của gia đình của mình hay không, nhưng mà trên người mình có rất là nhiều cái tình cảm thương xót đến những người khó khăn hơn mình. Thật sự mình giúp đó, không biết bao nhiêu cho đủ mọi người. Thành ra mình phải cần có cái cánh tay hỗ trợ từ cộng đồng. Vào mùa 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 lạnh á, thật sự quần áo ấm này kia, mấy cái lều, mấy cái mền, mấy cái lều, mấy cái mền, rồi mấy cái túi ngủ. Tại vì mền á, quý vị biết sao không, mùa đông á, mỗi người mình cho, mình nhớ người hết à, mỗi năm mình nói mình cho được 2 cái thôi nha, tại vì quá đông đi, tội lắm. Nhiều khi người ta nằm đất nó dơ đó quý vị, rồi tiền đâu đi giặt. Nhiều người nói cái chỗ này cho đồ ăn, chỗ kia cho đồ ăn, xong đi nhận. Dạ xin thưa, người ta đi bằng đôi chân á, cái chỗ người ta ở tới cái chỗ nhận không phải là gần. Mà nếu mà nói họ đi xe bus, tiền đâu họ lên xe bus đó, rồi họ lên xe bus á, rồi bao nhiêu người ở trên xe bus, người ta có chịu nổi được cái mùi đó không? Người ta cảm thấy ngại khi người ta làm phiền mọi người ở, ví dụ người ta lên chiếc xe bus là sợ làm phiền mọi người trên xe bus đó. Tại vì người ta cái xe ở đây á, xe nó đóng, người ta đóng cái cửa kính hết à, thì quý vị có chịu nổi được cái mùi đó không? Nhiều khi quý vị không có nghĩ, chỉ nghĩ đơn thuần là tại sao này, tại sao nọ, nhưng mà không nghĩ nếu nếu như mình ngồi chung chiếc xe bus với người đó, mà cái người đó biết bao nhiêu lâu mà chưa tắm rửa, đồ ở trên người họ đất cát không, rồi mồ hôi, rồi tiểu tiện, lại không có giấy để người ta dùng. Ở Mỹ rất là mấy người homeless rất là khổ, mấy người vô gia cư rất là khổ. Lúc Helen đi bắt đầu vô làm cái việc này á, là năm hai cuối năm 2019 mà nó thật sự hai lần cũng nhiều khi ra ngoài mà mình nghẹn lời, mình khóc, mình giống như trong lòng mình nó bị thắt lại, rồi mình cái mình không có thể thoát ra lời được, mình không thể nghĩ được là ở đây nhiều người quá khổ, quá khổ. Thậm chí có cái bác đó có 4 đứa con ở Mỹ luôn đó nghe quý vị, mà không biết sao cái nghiệp người ta hay gì nha, 4 đứa con có nhà có cửa ở Mỹ luôn á, mà bác là ở Sài Gòn đó nghe, mà bác qua đây bác bán nhà ở Sài Gòn đó, bác qua đây bác chia tiền cho con mua nhà mua cửa đó quý vị. Có 4 đứa con mà bác sống trên xe, nhìn bác tội lắm. Bây giờ bác giống như mình cũng giúp đỡ bác, mỗi khi mà mình bác gọi mình là mình kiếm bác mình ấy, tại vì bác cũng đi lụm ve chai rồi bỏ hết những cái đồ ve chai lên trên xe đó quý vị, rồi tối lại ngủ ở trên đó luôn á. Mà nhìn đôi chân của bác á, bác bị cái đầu gối bác đau nè, cái chân của bác bị mắt cá gì đau nè, bác đi khập khểnh nè, mà mình mẩy chân tay leo vô thùng rác. Bác nhỏ con lắm, bác leo cái thùng rác ở Mỹ cao lắm, thùng rác ở mấy cái apartment đó, mấy cái chỗ mà kêu là gì ta, apartment kêu là mấy cái chỗ mà nhà trọ đó, giống vậy đó. Rất là cao mà bác leo lên cái đó đó, tội nghiệp lắm. Chui vô thùng rác là khỏi thấy bác ở đâu luôn á, vô trong đó lục lục những bao rác ra để kiếm mấy cái chai nhựa mà để bán thêm, để mà cho cái cuộc sống. Mặc dù bác ở ngoài ngoài đường nhưng mà bác cũng phải trả tiền xe, tiền xăng, tiền ăn, tiền này tiền kia. Mình lúc mình gặp bác là buổi buổi tối đó, mình quên rồi. Mình đứng mà mình khóc tức tưởi luôn, mình chạy mình khóc mà mình nghẹn. Bác hỏi có sao không con á, dạ không có sao, con không có nghĩ, con nghĩ trời, tại sao hai lần cảm động nhiều như vậy. Hai lần nghĩ nếu như bác đó là ba của mình thì sao, bây giờ cho dù mặc dù cha mẹ mình có đối xử với mình sao nữa, thật sự mình không phải là đứa con được cha mẹ cưng chiều đâu quý vị. 9 tuổi là mình đã, nói chung là sau giải phóng là ba mẹ mình có cái việc làm ở bên ngoại đó, thành ra mẹ mình ở đó làm, còn ba mình đã về dưới Tân Hiệp Kiên Giang đó để mà nhận cái nhà của ông nội mình qua đời đó. Là mình đi theo ba mình lúc mình 9 tuổi đó.
Không biết tại mình lớn lên trong cái hoàn cảnh cùng với người cha nhiều quá, thành ra mình mạnh mẽ không mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng có thể, tại vì mẹ chị của mình lúc nào cũng ngược chiều với mình hết trơn. Mình thì mạnh lắm, mình mạnh mẽ lắm, mình phụ nữ nhưng mà mình mạnh mẽ dữ lắm. Với lại cộng thêm cái mình có cái mình nghĩ có cái gene di truyền của hai bên đó, thành ra cái mình có cái tinh thần rất là mạnh mẽ về cái hướng thiện. Thật sự ra mọi người cứ cả nhà cứ nghĩ đi, cái tiền mình đổ mồ hôi nước mắt để làm ra, đúng không nè, mọi người móc ra để cho người khác mà mình không hề quen biết, thì cả nhà nghĩ như thế nào? Không phải Helen nói là Helen vô là Helen thấy là móc túi cho vậy đâu, không phải. Helen cũng phải suy nghĩ giống như là mình nên cho bao nhiêu. Nhưng mà sau khi mình làm được, giống như càng ngày mình càng vô cái vòng xoáy của cái từ thiện rồi, thì mình không có dừng được, mình không có dừng được. Mình thấy người ta quá khổ. Thậm chí bây giờ hồi xưa mà đi làm giờ mệt đó, đồ cũ mà 2 ngày ăn nổi cái gì, giờ ăn luôn. Ông chồng mà nó nói em ăn cơm riết giống như mấy người mà Hàn Quốc mà ăn cơm trộn vậy đó, có gì cũng đem vô trộn ăn hết á. Mà mình làm ở mình đi làm cái tiệm đó, cái tiệm beauty của mình đó là có khoảng chừng trên 40 thợ, toàn là người Mỹ không nha. Nói thật sự á, nói quý vị không tin chứ thiệt, bây giờ cái hộp cơm của mình đó, nó có bốn cái chấu xuống gì, nó gãy hết 3 cái rồi. Mà đi chợ hoài quên mua, mà mình cũng không biết mắc cỡ. Tại sao? Mình lao động bằng sức của mình để mình kiếm tiền mình sống, mình đâu có làm gì bậy bạ đâu, không ai khi dễ mình được hết. Những người khi dễ mình đó là những người đó tự cao tự đại quá đi, kệ người ta, cô muốn nghĩ tôi sao cũng được, nhưng mà lương tâm tôi cảm thấy trong sạch là được rồi, tôi cảm thấy tôi thoải mái, tôi mãn nguyện những gì tôi đang có. Mình rất là cảm ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình của mình. Tại vì khi ở Việt Nam tụi mình cũng làm cực lắm, nói chung là mình rất là chịu khó luôn á, tại vì mình sống khổ lên rồi mình không có muốn con mình khổ nữa, bởi mình rất là chịu khó làm để vượt qua cái số phận, không có phải mà đứng đó để chờ người này cầu cứu, người này cầu cứu người kia, không có. Mình mạnh mẽ đứng lên, nhưng mà cũng cảm ơn trời Phật là mình đứng lên được, không phải là mình không phải đứng lên dễ dàng đâu. Mình cũng 50 tuổi rồi, mình cũng đang lăn lộn rất là nhiều, giống như là trầm nhiều hơn thăng, nhưng mà do mình có cái nghị lực, mỗi lần mình vấp ngã mình bị stress thì khoảng chừng hơn một tuần mình bật lên, mình làm nhiều hơn lúc trước. Thật sự ra nói chung có nhiều người người ta không thích nói cái cuộc sống của người ta đã trải qua giống như là rất là khó khăn á, nhiều người không thích nhắc lại nữa, nhưng mà Helen không ngại. Helen nghĩ đó là cái bàn đạp để giúp cho Helen mạnh mẽ hơn khi mình nhìn về những cái quá khứ của mình trải qua. Cái đó không có điều gì gì là xấu hết quý vị, tại vì con người ta mà mình sanh ra không ai muốn mình như vậy hết, đúng không, đâu có ai muốn mình khổ. Có nhiều người người ta may mắn người ta sanh ra vô một cái gia đình có đầy đủ, thì đó là do phước báo của cái kiếp trước họ còn. Còn có nhiều người sanh ra khổ lận đận này kia, đừng than trời trách Phật gì hết á. Hồi xưa mình hay nói, mình nghe hay nghe ông bà nói chứ, trời ơi sao ông không có con mắt hay gì á, sao con khổ vậy vậy. Không phải đâu quý vị, đừng nói vậy tội chết luôn á. Thật sự khi mình làm cái việc thiện nguyện mà tới bây giờ đó, mình mới nhận ra cái chân lý của hai từ thôi à, mình biết hai từ là mình đủ làm rồi, là nhân quả. Mình gieo cái nhân lành thì mình nhận cái quả ngọt, mình gieo cái nhân không lành thì chắc ăn là mình phải nhận quả đắng. Những cái gì mình làm ra là bản thân mình sẽ nhận lại sớm, sớm hay trễ thôi. Đừng nghĩ là đừng nhiều nhiều người nhiều người cứ nghĩ là
Tại người đó này, tại người đó thằng kia, không phải, không ai muốn vậy đâu. Giống như Helen nè, lúc nào cũng cố cố gắng vươn lên khỏi cái nghèo khó của mình, nhưng mà mình thật sự mình không có may mắn như người ta. Giống như có nhiều người may mắn làm cái này, ví dụ người ta làm một mà người ta có thể nhận được hai ba là cái may mắn của người ta, mình không có thể ganh tị người ta được. Còn mình làm rất là vất vả, nhưng mình cũng may mắn mình nhận lại được cái sự vất vả đó, cái đồng tiền mình nhận lại bằng cái sự vất vả của mình, nhưng mà mình cũng rất là mãn nguyện. Tại sao mình giúp những người vô gia cư ở Mỹ, mình cảm ơn nước Mỹ bằng cái việc làm của mình? Nếu nước Mỹ đã cưu mang mình tới đây để thay đổi cái cuộc sống của mình, giống như con của mình bây giờ, hai đứa học đại học, một đứa học đã ra trường, còn một đứa đã học năm thứ năm của đại học, thì cô bé thì học 6 năm cô sẽ ra trường. Hai vợ chồng mình chỉ học hết high school ở Việt Nam thôi, không có tiền để đi học nữa, thì mình mới cảm thấy là nhờ nước Mỹ. Tại vì bên đây mà mình nghèo thì nước Mỹ sẽ giúp đỡ, trợ giúp cho đi học, chứ không phải Việt Nam đi học phải đóng tiền được cái điều kiện đó. Ví dụ mình làm không đủ sống, nước Mỹ sẽ trợ giúp mình thêm. Nhưng mà thật sự mình nói thật nha, xin lỗi nếu mà mình làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng mà mình không có mean ai hết, mình không có ghìm nói về ai hết, mình nói theo cái cách sống của mình thôi. Là mình qua đây có hai đứa con nhỏ, nhưng mà chưa bao giờ mình xin tiền đồ ăn hay là tiền tiền mặt hay gì đó. Thậm chí mình vô cái chỗ mà xin bảo hiểm sức khỏe luôn, cái bà cái cô còn nói mình, cô có thể xin được tiền đồ ăn, tiền mặt, vì tại vì cô mới định cư ở đây, cô có hai đứa con nhỏ. Nhưng mà hay là nói không, tôi nghĩ cuộc sống của tôi ok, tại vì tôi cũng làm được, tôi chỉ cần cái sức khỏe thôi. Thì bà nói ok thì tùy cô thôi, nhưng mà nếu mà cô muốn thì tôi sẽ giúp cô sẽ nhận được. Nói dạ, nếu mà khi nào mà tôi cảm thấy cần dữ lắm thì tôi sẽ nhờ cô giúp. Tại vì Helen không có nhận là tại vì Helen thấy nhiều người già có những loại thuốc, người ta giống như người thể người ta sức khỏe người ta không có, ta dùng nhiều cái loại thuốc nhiều đó, thì người ta cái bảo hiểm người ta không có, bảo hiểm chính phủ không có trả hết được, mà người ta già rồi người ta đâu có đi làm được đâu. Mà mình còn trẻ, mình còn sức, mình còn đi làm được, thì mình nên hạn chế để nhận những cái đó, để nhường lại cho những người cần được nhận. Ở đây mình không có nói ai hết, mình chỉ có nói cái đó là cái cách suy nghĩ của mình thôi, còn cái việc ai làm như thế nào là tùy quý vị thôi, chứ hay là mình có phê bình ai đây. Xin lỗi nếu mà quý vị nghĩ mình phê bình thì mình không có nha, mình chỉ nói chung chung thôi. Ở Mỹ này thật sự tại vì quá tự do, thành ra những người mà giống như là người ta ham vui, ham chơi hay là này kia, người ta dễ bị sa ngã lắm, tại vì tự do quá. Nhưng mà mình thì nói chung mình rất là mãn nguyện với những gì mình đang có bây giờ. Khi mình mà tại vì á, cái đồng tiền nó rất là, nó cái ma lực nó rất là mạnh, nó có thể làm cho gia đình tan nát, có thể làm cha mẹ con cái chia cắt nhau, cũng vậy nó. Nhiều khi mình ngồi mình để dép, mình ngồi dưới đất sát bên cổ, cổ chửi gì cổ chửi, mình ngồi đó mình cứ niệm Phật thôi à. Tại vì cổ chửi bình thường nó nói gì, cổ chửi tục tiểu lắm, mà mình nghĩ nếu mà cổ tỉnh táo thì chắc cổ cũng, cổ biết cổ chửi bậy như vậy chắc cổ cũng thấy ngại cái miệng lắm, nhưng mà tại cổ không còn biết gì nữa hết. Nhiều khi mình tới mình giúp với mấy cái người gần đó, người ta cũng ghét mình nữa, người ta nói tại vì mình giúp cổ mới ngồi đây hoài, nhưng mà giờ cổ đi đâu được, cổ bị tàn tật cái chân, cổ co co, giờ cổ đi đâu được. Giờ nói mình cũng xin lỗi người ta, nói bây giờ không lẽ ông bà thấy cổ ngồi đây cổ nhịn đói để cổ đói cổ chết hay sao, tôi không làm được, tôi xin lỗi nha. Thì mình vẫn cho đồ thôi, chứ giờ nếu mà ông bà muốn dời, kêu gọi dời cổ đi đâu thì mình cũng tới đó mình giúp hả, chứ mình không phải là tại sao ông không có trách là tại sao không cho ông bà, không cho cổ ngồi đây. Dạ mình biết cổ ngồi đây rất là dơ, bởi nhiều khi tới khi mình tới mình cũng cũng quét dọn cái đường đi, tại cái đó là cái đường đi của thành phố thành ra mỗi lần mình tới mình cũng cố gắng mình quét dọn cái đường để đi cho mọi người đi ngang nó sạch sẽ đó. Thấy thương tâm lắm quý vị ơi, nhiều người thấy thấy tội quá à.
Nhiều người trời lạnh như vậy nè mà bị khùng khùng đó, nhiều khi không thấy có áo lạnh nữa, còn nhiều khi còn cởi trần nữa, cởi trần người cầm cái quần đó, đạp xuống đường la ló vậy đó. Rồi mình cũng hay lên, không có sợ mấy trường đại học đó đâu, hay lên điều lợi tới rồi khom họ xuống nói chuyện nhỏ nhẹ với họ, cái họ cũng ngồi xuống họ lắng nghe, rồi mình hỏi ăn đồ không người ta cũng ăn, người ta cũng nhận, người ta cũng biết cảm ơn. Nhưng mà mình bước đi thì người ta lại đứng lên người ta chửi tiếp, sao giờ mình đâu làm gì được hết được đâu, thì mình giúp cái gì với cái khả năng của mình có thôi. Thứ hai này, New Year của Mỹ là ngày 1 tháng 1 thì Helen sẽ quay cái clip để mà đi cắt tóc. Nói chung là mà nói cắt cho người dân gia cư, với nhiều khi có chú bác, cô chú bác mà lớn tuổi đó, người ta cũng ra đó cắt. Cắt tóc mà quý vị nói thiệt chứ không có thể nghĩ được mà trên da đầu của người ta đó, mà khi mình dùng cái tông đơ mà nhiều người ta muốn cắt sát đó, quý vị không có thể nghĩ được là khi mình đi cái lông đơ xuống á, giống như cái da với cái đất ở trên đầu người ta nó dày mà nó sười lên, nó lớp da trắng lớp đất rồi quý vị, nó dày cọm lên luôn trên cái lớp da đầu á. Quý vị cứ nghĩ mình cách ngày mình gội đầu một lần mà mình bữa nào mà mình quên cái là tối đó mình ngủ không được rồi, mà không biết làm sao cái đầu người, cái da đầu người ta như vậy, rồi móng tay móng chân á, với người ta do không có nước rồi không, giống như cái dơ bụi bặm đất cát rồi móng tay khi mà ta bị mà đứt tay rồi đó cả nhà, là lúc nào cũng làm nhiễm trùng á và làm độc á, sưng lên bự vậy nè. Trời ơi, mình đứt đứt tay có một chút xíu thôi mình nhức râm 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 mình đã thấy khó chịu rồi, mà cái tay người ta sưng phù lên, rồi người ta vô trong bệnh viện đó, rồi người ta băng bó đầu lại. Nhưng mà trời lạnh nhưng mà sống ở ngoài đường mà cả nhà thấy cái cảm giác nó đau nhất như vậy sao chịu nổi, đúng không? Mình không thể tưởng tượng nổi, trời ơi gì đâu mà khổ dữ vậy. Rồi cả nhà biết không, nhiều khi mình nhìn thấy mấy người mà người ta đói quá đó, nếu mà hay là nói này những ai mà đã ở Mỹ đã, cũng có một số người sẽ nhìn thấy cái cảnh đó, họ lục vô thùng rác á, họ moi móc thùng rác ra, ví dụ có mấy cái ly nước dư thừa mình không biết cái ly nước đó ở đó hôm mới, người ta mới bỏ hôm nay hay là người ta bỏ hôm qua hay là bỏ hôm kia, mà mấy cái ly giống như là sữa trà sữa rồi này kia, quý vị nghĩ đi, mấy cái đó mà để lâu nó sẽ bị chua bị này bị kia lên, mà thấy người ta cũng lấy người ta uống. Rồi có lần mình thấy cái cậu kia đó biết không, lục mấy cái bánh bagel của ở bên đây nè, ở Mỹ bên đây nè, mà ở trên nó có rắc lớp đường màu trắng mỏng mỏng ở trên đó, mà thấy cậu cậu đó lụm ra, cậu trẻ lắm mà có vẻ như cậu thần kinh này, cậu lụm cái bánh nó ra, cậu ngồi cậu lấy ngón tay cậu khiều mấy cái cục móc mà bự bự ra, còn mấy cục nhỏ cậu đâu có khiều hết được, cậu ăn. Thì mình mới tới bên mình mới nói nhỏ nhẹ cậu, nhưng mà cậu không phải Việt Nam nha, mình tới mình nói cậu ăn cái này sẽ không có tốt cho sức khỏe của cậu, thôi nè hộp cơm nè, tại vì nhiều khi group của mình đi phát thì mấy người kia thì giống như đi tới đưa bịch cơm để kế bên đó vậy thôi chứ không có nói gì. Nhưng mà hai lần thấy cái cử chỉ của cậu đó như vậy thì nhiều khi cậu không có biết cái đó là cái gì trong cái bịch đó, thì hai lần mới lại khuyên cậu, còn hai lần mới kêu cậu là ông cậu hơi bỏ cái này đi, cái này ăn không có tốt cho sức khỏe. Mình mới mở cái bịch đồ ăn của mình ra để mình cho cậu thấy là đồ ăn như thế này, mình mở hộp cơm cho cậu ra cho cậu thấy để cậu bỏ cái bánh đó để cậu đi ăn cơm. Nhiều khi người ta đói quá người ta còn không nghĩ gì nữa hết, ta chỉ nghĩ là có một cái gì vô bụng người ta là được rồi, còn không biết sau khi người ta ăn xong thì như thế nào thì người ta cũng không có nghĩ tới chuyện đó cả nhà. Thành ra nhìn nhìn rất rất là tội, nhiều người thật sự nghe chân tay họ đống đất đống này đống kia rồi mồ hôi nó bám tới bám lui, trời ơi nhìn không thể chịu nổi luôn á. Bởi vì khi mình nấu đồ ăn á, mình lúc nào cũng dặn mọi người là hạn chế dầu mỡ, tại vì người ta ăn mấy cái đồ đó không, cái đường tiêu hóa người ta không có tốt nữa. Mình cho người ta ăn, nếu mà muốn cho người ta có cái protein vô trong người thì mình phải nấu nấu ăn sao cho người ta không có bị giống như là ăn ở trên đi dưới, tại vì người ta đã yếu rồi mà người ta ăn dầu mỡ nhiều thì sẽ khó tiêu hóa, người ta sẽ mệt mỏi. Ví dụ mấy người đó nhiều khi cũng xin hay là thuốc hút rồi này kia, hay là nói ồ
thậm chí cái cậu hôm lát kế bên cậu nói luôn, Helen là không có bao giờ cho mấy cái đồ đó đâu, Helen chỉ ví dụ đồ ăn, đồ xài, đồ ấm, đồ cái gì mà dùng cho bản thân thì Helen mới cho, còn mấy cái vụ mà hút thuốc hay này kia là Helen không có cho. Thôi thì hôm nay mình tâm sự nhiêu đó đi ha, nhiều khi nói dài quá thì quý vị cũng không có thời gian để ngồi mà coi hết cái clip. Thì cái lời cuối Helen muốn nói là nếu quý vị có quan tâm tới cái việc làm cái kênh của Helen thì cho Helen xin một cái subscribe, một cái like hay là một cái share gì đó để ủng hộ cái kênh của Helen, có kinh phí để Helen có thể tạo điều kiện cho cái nhóm bóp sen của Helen sẽ có kinh phí để mà duy trì được lâu dài. Còn nếu mà không may mắn không được cái điều đó thì với cái khả năng hiện tại thì Helen sẽ cố gắng để mà làm tất cả những gì mình có thể. Mình thì again không phải là YouTube, không phải cái kênh YouTube này không phải là cái income, không phải cái lương đồng lương để cho Helen gia đình, Helen không phải cái đồng lương để cho Helen trang trải cuộc sống gia đình. Helen không phải, Helen vẫn còn đi làm, chồng cũng đi làm, thì nói chung hai đứa mình đi làm thì ngoài cái chi phí gia đình ra thì tụi mình cũng ổn định, cũng có thể hỗ trợ một phần nào đó trong cái việc phát cơm từ thiện. Thì giống như hiện tại bây giờ là những cái bill điện nước chi phí giống như mấy cái đồ nêm nếm là gia đình Helen vẫn vẫn trả cho những cái khoản đó, tại vì những cái tiền đóng góp từ cả nhà người Việt San Jose là Helen vẫn giống như trừ vô những cái phần mà mình mua đồ nhiều, còn những cái gì ít thì Helen vẫn phải dùng đồ của nhà mình xài. Thì nếu mà mình may mắn mà được mọi người ủng hộ cái kênh của mình phát triển, sau này được nhận tiền từ YouTube thì Helen xin được chiết một phần để phụ chi trả những cái khoản mà Helen đang trả hiện tại bây giờ. Còn nếu không thì mình vẫn làm, tại vì mình làm thời gian nữa thì mình cũng tới lúc mình cũng phải tới tuổi hưu, mình không còn đi làm được nữa thì mình phải mình không có thể chi phí được mấy việc đó, thì mình hy vọng cái YouTube sẽ giúp mình, hỗ trợ mình sau khi mình thời gian mình bắt đầu mình nghỉ làm thì sẽ hỗ trợ mình được cái nguồn kinh phí để mình có thể duy trì cái việc làm từ thiện của mình. Có nhiều người khách hay là nói chứ sao cô làm cực như vậy, sao cô không có tự trả lương cho cô. Tất nhiên là mọi người cái cô mấy người khách của mình nói là giống như là nhiều cái hội lớn người ta vẫn dùng cái tiền đóng góp từ mọi người để tự trả lương cho nhân viên, những người đều mà đi giúp á. Nhưng mà hay là nói hay là không có làm được điều đó, nhiều khi hay là trừng mắt cái quả hay là nói sao bà lại kêu tôi làm như vậy, tại vì tôi đã từng đi ra đó tôi phát đồ cho người ta đã không có thức ăn mà mình đi lấy cái đồng tiền đóng góp từ mọi người để mình chi trả cho cái lương của mình làm, giống như mình chia cái phần ăn của những người ở ngoài đường, tệ lậu lắm quý vị. Không, hay là không làm dứt khoát, hay là nói thẳng, nhiều khi hay là trừng mắt nói chuyện với bà nhiều khi bà cứ nói tới nói lui, bà hay là bực mình, hay là nói bà đừng có khuyên tôi nữa, tôi biết tôi làm gì. Thành ra mình vẫn tiếp tục đi làm để mình xài bằng cái đồng tiền của mình làm ra, mình thấy thoải mái hơn. Còn tiền của mọi người đóng góp là Helen nói thật, mọi người thấy đồ của Helen cho là mọi người biết rồi đó, Helen cho đồ rất là đàng hoàng, thậm chí đồ ăn Helen cũng mua đồ ăn ngon đàng hoàng, nhà Helen ăn gì Helen mua đó, chứ không phải là đi gom góp nhặt lượm về rồi nấu nướng đồ này kia rồi để cái tiền đóng góp mọi người Helen không dùng tới, không có đâu quý vị. Helen mua đồ ngon cho họ ăn không á. Tại vì sao? Mình không có cho họ ăn được mỗi ngày. Người ta thiếu thốn thì khi mình làm, mình phải đặt cái tâm của mình lên đó. Hy vọng mỗi lần mình đem ra là người ta cảm thấy người ta tận hưởng. Lâu lâu họ cũng tận hưởng một cái bữa ăn bình thường như những người khác. Giống như mình cho họ một cái cảm giác là cũng có người quan tâm tới họ. Thành ra hai lần nói thật, hai lần không bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà lấy tiền quyên góp từ mọi người mà trả lương cho bản thân của mình, không bao giờ có chuyện đó, nói thiệt.
mặc dù bây giờ hai lần không đi làm, ông xã hai lần làm thì gia đình mình cũng đủ sống vậy, không đến nỗi mà phải mà đi chia phần ăn của mấy người cơ nhỏ như vậy được. Không, mình không làm được, nói thiệt. Cho dù ai nghĩ sao cũng được, nhưng mà Helen thấy những gì Helen đang có và những gì Helen đang làm, Helen rất là mãn nguyện. Helen chưa bao giờ hối hận những gì mình đã đi qua và đã làm và đang thực hiện. Hạnh phúc lắm. Hồi lúc trước khi hay làm, hồi đó Helen cũng có làm, nhưng mà giống như là gửi về Việt Nam giúp những người bệnh hay là chết không có chỗ chôn hay này kia, thì Helen giống như thấy là Helen gửi liền à. Sau này thì Helen làm nhiều hơn, là giống như là đi nấu cơm rồi này kia, phải tốn rất là nhiều thời gian rồi này kia. Nhưng mà lúc trước Helen bệnh dữ lắm, người không có khỏe đâu. Nhưng mà Helen chỉ cầu nguyện trời Phật là cho Helen có sức khỏe để Helen giúp giúp người. Thì thật sự ra hồi lúc trước là bạn của mình có hai người, một một chị là Becky, còn một bạn là tên Thúy, là học chung chung với mình hai hai high school ở Việt Nam đó. Nó thật sự nếu mà ai biết hai người đó thì hỏi mấy người đó thì có phải không. Mỗi tuần Helen đều phải chích thuốc bổ, chích vitamin C, chích B12. Ở đây không phải như Việt Nam muốn chích là vô bệnh viện hay lại văn phòng ta chích đâu, không có đâu. Người ta thấy mình phải thiếu dữ lắm người ta mới chích. Thành ra Helen không có sức khỏe, nhờ mấy cái chị bạn bè với chị chích giùm, mà mấy người đó cũng đã từng làm y tá, y sĩ rồi đó. Mà sau khi mà Helen phát cái tâm làm nhiều như vậy rồi đó, từ đó giờ là hơn 3 năm rồi, coi như thuốc của Helen là hết 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 đát, Helen dục luôn, không có chích thuốc nữa, không có sức khỏe thiệt. Mà mọi người chưa thấy cảnh Helen đi đâu, nhiều khi đi có một mình Helen không có quay phim được á, chứ thật sự Helen suốt ngày mà rảnh rỗi là ở ngoài đường. Sau này mà có cháu ngoại thì bắt đầu mới bận bịu, không có thời gian đi nhiều vậy thôi. Nhưng mà mỗi lần mà trời lạnh hay là thời tiết thay đổi là Helen nghĩ tới họ liền à. Là hay lần rảnh là hay lần tranh thủ cơm nước xong xuôi, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, làm gấp 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 đặng có thời gian để mình đi ra đường mình giúp người ta, chứ không phải mà bỏ bê việc nhà mà đi ra đường làm mà để mang cái tiếng đâu, cái gì không có đâu. Thành ra những người ngoài đó người ta cũng rất là thương hay lần, tại người ta thấy mình làm bằng cái tâm, với là người ta mình đối xử với người ta giống như là một cái gia đình vậy đó, chứ giống như một cái người thân, chứ không phải mình ra ngoài mình bố thí thấy ông đói rồi giục cho miếng bánh này kia, không có đâu. Hay lần ra là lúc nào cũng là nói chuyện tâm sự với họ, hỏi han rồi coi mình có thể giúp gì được ngoài cái đó hay không. Rồi khi mà hai lần ra ngoài tiếp xúc với họ đó, hai lần cũng rất là bình dị nha, chứ không phải là ra ngoài mình mà ăn bận giống như cái kiểu cách của mình đi tiệc đi tùng để mình ra mình, người ta ở ngoài người ta dễ bị nhạy, người ta rất là nhạy cảm. Ví dụ mình ra mà mình cái giống như mình ra mình cho họ thấy cái tầng lớp của mình với họ nó chênh lệch quá nhiều á, người ta cảm thấy không có thoải mái, không có comfortable. Là thành ra khi mà mình đi phát đồ mình bụi đời lắm, tại hôm nay tại muốn lên thì đưa cái mặt ra cho mọi người biết hay là ai thôi, chứ thật sự có nhiều câu hỏi người ta hỏi chứ. Bây giờ mà cứ kiếm được người nào mà đi ra đường với cái mặt mộc mà không có trang điểm hay này kia lên, không có, không có đó hay là tóc bạc còn không nhuộm nữa nè, thấy không. Chỉ có sức cái lotion lên mặt với lại cái kem chống nắng lên mặt thôi à đó. Rồi không thôi là tha cái đồ khô môi lên cái môi vậy thôi à, mà nhiều bữa không đâu nhớ đâu tha, tại hay là không có chăm chút bản thân nhiều. Thì ok, mình nghĩ hôm nay mình nói tới đây ha. Rồi nếu mà quý vị ủng hộ, thích nghe lắng nghe những gì mình sẽ nói sau này nữa, thì mình sẽ tiếp tục nói tiếp và mình sẽ kể cái cuộc sống của gia đình mình từ khi qua Mỹ tới bây giờ. Thì Helen thật lắm, không có gì giấu hết trơn quý vị, không có gì giấu hết, mình không có làm gì bậy, không có gì giấu hết á. Mình làm bằng sức, mình bỏ sức lao động của mình ra mình làm để mình thay đổi cuộc sống của mình, thì không có gì mắc cỡ hết quý vị. Helen sẵn sàng nói chuyện thật cho những người mà sắp qua, tại vì có nhiều hoàn cảnh mới qua đây á, khổ lắm, là Helen đang giúp á, giống như là bị gia đình đối xử này kia đó, rồi khổ không có biết đường nào đi. Tại vì qua đây là quý vị biết rồi đó, tiếng Anh nè, không lái xe nè, rồi quý vị lại ở xa thành xa cái khu vực, giống như ở San Jose thì có nhiều người Việt Nam rồi, nhưng mà có những cái khu vực khác xa hơn nữa, chạy 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, hỏi quý vị kêu ai cứu ai đây.
Thì những người mà nhờ Helen giúp như vậy, những gia đình nhờ Helen giúp như vậy là nhờ họ theo dõi những cái bài post trên cái group người Việt San Jose mà thấy Helen đi phát cơm từ thiện đó, thì Helen theo dõi cái cách làm của Helen rồi Helen mọi người tin tưởng Helen để nhờ Helen giúp. Mà khi người ta tin tưởng mình, người ta nhờ mình giúp, mình phải cố gắng chứ thật sự cái này là quá giới hạn của mình, tại mình chỉ là nấu cơm đi phát rồi xong rồi thôi, chứ mình không có giống như là giúp mấy cái gia đình như vậy. Tại có nhiều cái vấn đề lắm quý vị, giúp một cái gia đình mà mới qua nó rất là nhiều vấn đề, tại vì người ta không có gì hết trơn á, giống như mình lúc mình mới qua cũng vậy, bởi mình hiểu bởi mình mà người ta đã nhờ tới mà mình không giúp thì mình cảm thấy trong đầu mình cứ phải suy nghĩ hoài à, thành ra thôi cứ phải tìm tòi hỏi người này hỏi người kia để cách cho giúp á. Anyway thì nếu như quý vị cảm thấy Helen nói chuyện mà có cái giống như là thực tế, hay là quý vị có cảm thấy muốn nghe nữa, thì mọi người vô ủng hộ cho Helen rồi Helen sẽ bắt đầu sau những cái bài mà đi phát cơm hay là đi cắt tóc hay là gì đó, thì Helen rảnh rỗi sẽ tranh thủ vô để nói chuyện tâm sự cùng với cả nhà. Cho những người sắp qua đây để có cái chuẩn bị cái tinh thần, tại vì khi mình ở Việt Nam mà mình chuẩn bị qua đây mình đã có chuẩn bị rồi, nhưng mà mình không thể ngờ được là khi mình qua đây nó lại quá cái sự chuẩn bị của mình luôn, không ai nghĩ tới hết. Thành ra ok, mình nói cũng dài rồi đó. Ok, kính chúc cả nhà một ngày bình an, thật nhiều sức khỏe, có nhiều thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình của mình. Cái quan trọng ở đây hay là lúc nào cũng nhắc mọi người, tiền không thể mua được sức khỏe. Mình phải control cái tiền, đừng để cho bản thân mình nô lệ nó. Khi mình nô lệ nó, tất nhiên không, tiền không bao giờ đủ. Quý vị cứ nghĩ đi, những nhà tỷ phú tới khi người ta chết, trong đầu người ta vẫn có cái con số tính để người ta kiếm tiền. Đầu của họ toàn là số không hả? Thì quý vị có nghĩ cái cách sống như vậy họ có thoải mái không? Không. Tuy mình không giàu nhưng mà mình thấy cái tâm mình nhẹ là được rồi. Tâm an, lòng nhẹ rồi mình cho đi, mình chia sẻ là mình thấy hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc những gì mình đang có, không đòi hỏi gì hơn hết. Nhưng mà cái quan trọng cuối cùng, gia đình có sức khỏe. Vì bạn, nếu mà bạn có một đống tiền mà bạn không có sức khỏe, bạn đau nhức, bạn ăn uống không được, thì bạn chọn cái nào? Đúng không? Vẫn là sức khỏe là quan trọng nhất. Và hạnh phúc gia đình. Kính chúc cả nhà một ngày an lành, thân tâm an lạc. Hẹn gặp lại quý vị vô cái bài tiếp là mình đi cắt tóc ở cắt tóc cho người vô gia cư ở ngoài đường ha. Rồi sau đó mình sẽ có cái bài, sau đó mình nấu cơm lần rồi bắt đầu tới Tết Việt Nam nghe quý vị. Tết Việt Nam Helen đã chuẩn bị 100 cái phong bì nha. 100 cái phong bì thì Helen sẽ phong bì đó, cái giống người ta Mỹ tự kêu là red envelope đó, là cái phong bì đỏ giống như mình lì xì đó. Thì Helen sẽ chuẩn bị 100 cái đó, sẽ để tiền vô trong đó để phát cho những người vô gia cư với lại thức ăn với bánh tét đồ này kia nha. Mình giữ chút xíu cái phong tục của người Việt Nam mình ở Mỹ ha, là tặng bao lì xì rồi tặng bánh tét. Mình đặt bánh tét rồi, mình đặt một ở đây người ta làm 100 đồng bánh tét nhỏ nhỏ này mình đặt rồi. Thì từ từ quý vị sẽ theo dõi, hy vọng rằng hai lần sẽ được quý vị, sẽ được cả nhà ủng hộ hai lần để hai lần có thể tiếp tục đi theo con đường hướng thiện của mình. Mình thì không có tu gì hết, chỉ là muốn giúp người thôi, đơn giản vậy thôi. Muốn chia sẻ, muốn giúp người thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, rất là nhiều. Mình hy vọng là sẽ gặp lại mọi người trong những cái clip tới đây. Xin mọi người nếu mà thương Helen thì giang đôi tay ra. Nắm lấy Helen, nắm lấy một giống như là chúng ta cùng nhau nắm tay nhau để mà giúp những cái người cơ nhỡ khó khăn, để cho mọi người có một cái cuộc sống
đỡ hơn. Hiện tại họ đang sống, mặc dù mà mình không kéo người ta lên được, giống như những người nào mà cần hay là giống như ta lên tiếng, ta cần giúp đỡ để người ta muốn đứng lên thì hay là sẽ giúp. Còn những người mà giống như mà hút chích mà người ta không muốn, mà mình cứ 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 mình cứ push người ta, giống như là thay đổi này kia khó lắm quý vị. Hay là không có muốn quay tham vô những cái chuyện đó, hay là bây giờ người ta đói mình cho ăn thì giống như đạo Phật của mình vậy đó. Thấy người ta đói mình cho người ta ăn, thấy mình lạnh, thấy người ta lạnh mình cho người ta đồ ấm đó. Và khi nào người ta ta muốn thay đổi bản thân, chỉ có bản thân họ mới giúp được họ thôi. Quý vị có thấy không, gia đình người ta còn giúp không nổi, mà mọi người đừng có thấy mà có nhiều người có con ở ngoài đường như vậy, sao trách gia đình người ta, tại sao người ta không có giúp cho con mình thay đổi. Không được đâu quý vị, đừng trách tội nghiệp gia đình ta. Không ai muốn con mình mà bây giờ tối nay mình ngủ trên tấm nệm ấm, mà con mình ở ngoài đường mà không có mền đắp, hay là nó bị lạnh, nó bị mưa, bị này bị kia, không ai muốn vậy, đau lòng lắm. Những người mẹ mà có những đứa con, những người mẹ, người cha có những con, người con sống ngoài đường, hay là những người thân nào có gia đình sống ngoài đường á, tim người ta nhói đau lắm. Người ta không lúc nào, người ta lúc nào cũng bất an á, chứ không biết lúc nào đó người ta sẽ nhận được một cú điện thoại là người thân của bà hay của ông đã qua đời, hiểu không? Rất là khổ quý vị. Bởi vì đừng có trách người ta, tại vì người ta đã cố gắng hết sức rồi mà người ta không thể thay đổi được thì phải chấp nhận thôi. Thành ra hay là đi giúp người ta là giống như ok, thấy người ta khổ mình giúp thôi, chứ hay là chưa bao giờ trách gia đình của người đó, tại sao như thế này, tại sao như nọ. Ở trong chăn chăn mới biết chăn có rằng, thành ra mình không có vô cái hoàn cảnh đó, mình không hiểu, bởi vì mình nói này nói kia người ta. Với lại nhiều khi hay là không muốn tạo cái khẩu nghiệp. Có nhiều người vô nói kênh YouTube này, kênh YouTube nọ, không, hay là xin lỗi, hay là không muốn nói ai hết trơn, hay là chỉ biết là mình biết việc của mình làm việc của mình. Còn những ai làm gì đó đúng hay sai thì để nhân quả trả lời họ. Và mọi người cứ theo dõi rồi mọi người sẽ thấy ha. Ai đi lâu trên con đường, đường dài mới biết ngựa hay quý vị. Thành ra mình không có dỗ ngực xưng tên mình giỏi hay gì hết, thì chị mình hy vọng là mình được sự thương yêu của quý vị, quan tâm của quý vị, để chúng ta cùng giúp cho nói chung cộng đồng, và có điều kiện Helen sẽ giúp thêm những người khó khăn ở Việt Nam nếu Helen có điều kiện. Hiện tại thì vẫn làm nhưng mà ít, giống như là tùy theo khả năng của mình thôi. Nhưng mà nếu Helen có điều kiện, có kinh phí, Helen sẽ giúp nhiều hơn. Dạ, xin kính chào quý vị. Helen xin chào, tạm biệt.